Check the mic and make sure it sound right, boys. Em mến chào đại gia đình, quý cô bác, anh chị và các bạn nhé. Hôm nay ngày đầu năm đi làm việc mà nóng nực bức bối quá cả nhà ơi. Nhìn này, 5 giờ chiều rồi mà nắng này. Rồi đi đâu đó hứng chút gió để cho nó hết cái khó. Khó đây là khó chịu đấy, chứ còn hết khó khăn thì còn lâu nhá. Ok, mời quý cô bác, anh chị và các bạn theo chân anh. Ok, chúng ta cùng nhau đi xuống quận 2 để hứng chút gió và luôn tiện ngắm hoàng hôn của Sài Gòn luôn nhá. Ôi, nắng quá đi, nắng quá đi. Hôm nay em sẽ đổi theo cái giọng này coi mọi người có hưởng ứng hơn không. Chứ trước em toàn nói giọng quê, chả ai nghe được. Thế nên là không có được mọi người ưa thích và mọi người không nhắn like và share cho em. Em đang đi trên con đường Võ Chí Công mọi người ơi. Và từ Võ Chí Công này chúng ta đi xuống con đường cao tốc Long Thành Dầu Dây và xuống Mai Chí Thọ, rồi chúng ta sẽ đến với cái xuống cái hầm Thủ Thiêm. Và điểm dừng của chúng ta là trên nóc hầm Thủ Thiêm nhé. Nghe nói ở đó thì ngắm hoàng hôn đẹp và gió lộng mát cả trong lòng, mát cả tâm hồn, không biết thế nào. Vâng, chúng ta đang đi lên cao tốc Long Thành Dầu Dây, hay còn được gọi tên khác là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Và quý cô bác anh chị thấy chưa, nắng cực, nắng cực. Ngày đầu năm đi làm mà nắng thế này sao chịu nổi đấy. Năm hy vọng rằng đừng có nắng như thế này nhé. Nhưng mà một điều là nếu mà nắng như thế này thì chắc chắn là ngắm hoàng hôn sẽ rất đẹp. Hy vọng là thế. Ok, lên đường cao tốc nhưng đừng đi quá tốc độ nhé. Và phía trước chúng ta là đường Mai Chí Thọ rồi mọi người nhé. Chúng ta hãy quay sang đường Mai Chí Thọ và đi về hướng cầu Thủ Thiêm. Đấy, 5 giờ hơn rồi mà nắng cực thế này. Nhớ xi nhan nhé, các đồng chí công an rất nhiều. Gần đến nơi rồi đại gia đình ạ. Đấy, chúng ta bắt đầu thấy được những tòa nhà cao ốc chọc trời ở trung tâm Sài Gòn, Bitexco và những tòa nhà lân cận. Còn bên phía quận 2 này, bán đảo quận 2 này thì mới có khu đô thị Sala, và trên phía đảo Kim Cương. Còn phần phía bên này thì đang trống nhé. Trời vẫn rất nắng, mặc dù bây giờ là 5:30 chiều. Dưới ánh hoàng hôn có nhiều bạn trẻ check in và chụp hình rất đẹp luôn mọi người ơi. Em xin nhắc lại, đây là trên nóc cầu hầm Thủ Thiêm nhé. Hầm Thủ Thiêm nhé. Úi, đẹp quá đi. Người đâu mà xinh thế.
đã bắt đầu đến cái điểm mà cần đến rồi. Đấy, những hàng quán, những bộ bàn ghế được bày lên. Trước tiên em sẽ đi một vòng cho mọi người xem. Ở đây thì có rất nhiều quầy quán ăn vặt và rất nhiều chỗ uống nước. Bên này cũng rất nhiều chỗ để uống nước và ngắm cảnh luôn. Đấy, đẹp quá đi thôi. Sẽ để xa lên đây nhé. Đấy, ở đây chúng ta có thể thấy là rất nhiều bạn trẻ đến uống nước và thư giãn buổi chiều nhé. Ok, mình sẽ chọn một vị trí để ngồi để uống nước và ngắm hoàng hôn luôn nhé. Trước tiên mình kiếm đồ ăn đó. Đấy, ở đây thì có bắp nướng, đồ chiên. Đồ chiên nhiều quá ha. Ông chủ ơi, cho em một bò viên chiên, một cá, hai cá viên chiên. Cái này là bò viên phải không? Cái này là hồ lô. Hồ lô. Bò viên đây, cái này bò viên, cá tôm viên, cá viên, trứng cút, dạ, bình thánh chả giò. À vậy thì cho thí chủ hai bò viên chiên, hai cá viên chiên. Hai cá viên chiên rồi hai tôm chiên nữa đi. Rồi được rồi đấy. Cúc. Rồi vậy thôi. 10 cây đi 60. Dạ. 10 cây đi 60. Ồ vậy hả? Vậy lấy thêm hai cái gì nữa? Hai cúc đi. Hay là hai hoàng thánh. Hai cúc hai hoàng thánh nữa đi. Hai cúc. Dạ. Rồi. 60 ngồi đi không ăn sao chưa? Bên này là rất nhiều đồ uống, nước uống. Một ly nước và những đồ viên chiên. Mời đại gia đình ăn cùng em nhé. Mặt nước phản chiếu cả thành phố Hồ Chí Minh sôi động lên bức tranh hoàng hôn thật đẹp mọi người ơi. Đấy, xa xa kia có con vọ lại đang phi mình lướt trên sóng của dòng sông Sài Gòn. Wow, wow. Khi mà những chiếc thuyền và những chiếc vỏ lại đi qua thì tạo nên những cơn sóng nhỏ thế này. Thank you.
check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boys. Dạ thưa đại gia đình, phía xa xa con thuyền Elisa đã lên đèn. Và phía bên này thì thành phố cũng đã lên đèn. Những tòa nhà rực ánh sáng. Em cũng đã kết thúc ngày làm việc đầu tiên suôn sẻ và có chút là hơi nóng thôi, nhưng bù lại buổi chiều ngắm ánh hoàng hôn bên bờ sông Sài Gòn, hưởng những cơn gió và cảnh đẹp thì hết khỏi chê rồi. Và em nhân dịp năm mới, em cũng xin chúc lại một lần là chúc cả đài gia đình năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc và vạn sự như ý. Em xin kết thúc video ở đây. Nếu mà ai có nhã hứng đến đây uống nước và ngắm cảnh hoàng hôn của Sài Gòn thì em xin nhắc lại, đây là phía quận 2 và trên đầu hầm Thủ Thiêm nhé. Ok, xin chào cả đại gia đình, xin gặp lại cả đại gia đình ở clip sau nhé. Xin chào, tạm biệt.